Hello chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC full trắng trong ngân sách khoảng 30 triệu. Đấy thì cái bộ PC này mình đã thảo luận và bàn bạc với khách từ khá là lâu rồi. Và đến bây giờ thì khách mới đưa ra quyết định build, bởi vì là thực sự là nếu như mà là mình thì mình cũng khá là đắn đo với cái bộ PC này. Bởi vì sao? Bởi vì là có cái vấn đề đó là cạc đồ họa anh em ạ. Đây thì hôm nay là khách có dùng một con 3060 hàng mới tinh. Đấy thì chắc chắn là cũng có khá nhiều anh em là lăn tăn về cái vấn đề cạc đồ họa. Vì trong cái tầm giá của con 3060 Vision mới này, con này tầm giá mới thì nó khoảng 8 triệu mấy ấy. Thì cái tầm giá này anh em hoàn toàn có thể dựng một con 3070 Ti Ultra Wide hàng lướt rồi. Đấy, thế nên là về cái phần hiệu năng thì nó sẽ chênh nhau rất là nhiều, rất nhiều luôn, từ 3060 lên 3070 Ti. Đấy, nhưng mà nếu như mà anh em nào mà ngại cái vấn đề mà dùng hàng cũ thì anh em hoàn toàn có thể là chuyển qua cái option là hàng mới như cái bộ PC của khách ngày hôm nay. Đấy thì khách cũng lăn tăn giữa hàng cũ và hàng mới, thì cuối cùng là khách có chọn là hàng mới. Thì mình cũng muốn nhắc luôn về cái phần cạc đồ họa này đầu tiên, bởi vì là sẽ có nhiều anh em thắc mắc là tại sao 30 triệu lại chỉ dựng được 3060 thôi, bởi vì là đây là một con hàng mới tinh và đây nó lại là con Vision nữa, nên là cái mức giá của nó sẽ cao hơn bình thường. Còn với cái tầm giá này thì anh em hoàn toàn có thể dựng với cả 3070 Ti cũ lướt được. Đó thì mình sẽ để con cạc đồ họa sang một bên. Còn về những cái linh kiện khác thì hôm nay có một cái main này thì không biết là mình đã lên lần nào chưa. Thôi thì là mình cứ mở ra cho anh em xem. Con này là con B760M Steel Legion. Ui, con này phụ kiện nó nhiều vãi anh em ạ. Rất nhiều luôn. Và phụ kiện nó để nó không gọn lại. Rất là nhiều. Đây là con main của chúng ta. Đây là bộ PC full trắng, thế nên là cái main của chúng ta thì nó sẽ là cái main mà nó có tông chủ đạo là tông màu trắng rồi. Đấy, và cái con main Steel Legion thì từ trước đến nay là nó vẫn theo một cái tông chủ đạo như thế này thôi. Nó là màu bạc này, trên một nền gọi là màu nền gọi là nền gì? Nền đen camo. Camo anh em nhé, chứ không phải là đen hẳn đâu. Anh em sẽ thấy những cái họa tiết camo ở đây. Đó, nó sẽ đan xen giữa màu đen này, màu trắng này và màu xám này. Còn cái phần giáp này, phần tản nhiệt VRM này, tản nhiệt M2 này thì nó sẽ theo một cái tông màu bạc. Đấy, và nó sẽ hơi sáng một chút. Thì với cái kiểu thiết kế như thế này thì anh em có thể lắp cây màu đen cũng đẹp mà cây màu trắng cũng đẹp. Đấy thì hôm nay là mình sẽ build full trắng với con main B760M Steel Legion này. Tuy nhiên thì hôm nay có một cái vấn đề, đó là cái main này nó sẽ gặp cái điều mà khá là kỵ ở trong cái nguyên tắc build PC của mình. Đó là nếu như mà mình dựng vỏ ATX ấy, thì mình sẽ không dựng main MATX. Đây là cái nguyên tắc của mình. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ sử dụng một cái phụ kiện để khắc phục cái nhược điểm này. Cái vỏ ngày hôm nay của mình là con H5 Flow anh em nhé. Nhưng mà cái main thì lại chỉ là một con main MATX thôi. Thì chắc chắn nếu như mà anh em lắp vào thì nó sẽ bị hở cái phần dưới này ra. Đấy, thì làm sao để khắc phục cái nhược điểm này? Thì mình sẽ dùng một cái giá dựng cạc. Đấy, cái giá dựng thì mình đang để trong kho, mình không có lôi ra đây. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ dùng con giá dựng của Cooler Master và giá dựng là màu trắng. Thì khi mà anh em dựng cạc lên ấy, thì cái cạc nó sẽ nằm ở phần dưới này. Nó sẽ che hết cái phần dưới của cái main cho anh em. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái phương án đó để khắc phục cái nhược điểm cho khách. Thì khách vẫn có một con main ngon, vẫn có một con main rất là ngon, mà khách lại dựng được cạc lên. Thì dựng cạc lên đương nhiên là nó sẽ đẹp hơn là nằm ngang rồi. Thì tại sao lại dùng cái con main này? Bởi vì là lúc đầu nếu như mà một con main B760 mà màu trắng ấy, mà full size, mà lắp với cả con H5 thì nó chỉ có con B760 trừ Aroptic thôi. Nhưng mà con đấy thì cái mức giá của nó hơi cao. Thế nên là sẽ xuống cái phương án main Steel Legion. Thì anh em vừa có main đẹp mà anh em vừa dựng cạc được. Đấy, thì đây là cái lý do mà mình có dùng con main này trong ngày hôm nay. Còn điểm qua về thiết kế thì anh em có thể nhìn tổng thể nhé. Đây, tổng thể thiết kế con main nó sẽ như này. Đấy, 4 khe RAM DDR5. Đây là phiên bản chạy RAM 5 nhé. Có Wi-Fi anh em nhé. Đây, có cái M2 Wi-Fi ở đây rồi. Anten Wi-Fi đây. HDMI DisplayPort đủ cả này. 3 cổng audio cơ bản này. Type-C có này. Và một vài cổng USB. Đấy.
Như vậy là mình đã điểm nhanh xong về con main B760M Steel Legion ngày hôm nay. Đấy thì hy vọng là một lát nữa là lên cây thì nhìn nó sẽ ok. Mình thì cũng đang khá là tò mò là khi mà chơi con main này mà dừng cạp thì nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi bỏ con main sang bên. Về phần RAM. Chip. Main chip RAM đi. Chip thì là con chip quốc dân này nhá. Con Core i5-13500. Thôi con này thì chắc là khỏi phải quảng cáo giới thiệu nhiều rồi. 14 x 20 luồng này, xung 4.8 này. Và rất là mát, mẹ giá lại cũng hợp lý. Đấy, chỉ khoảng hơn 5 triệu thôi là anh em đã có một con chip rất là ngon rồi. RAM thì đương nhiên là phải RAM DDR5 màu trắng rồi. Và DDR5 màu trắng thì mình thì khá là thích dùng Kingston. Bởi vì là Kingston thì cái độ ổn định nó cao. Thì hôm nay là mình có một cặp RAM Kingston Furibit DDR5. DDR5 thì nó là một cái phiên bản RAM mà nó có LED. Nó có cái giải LED này nó khá là dày. Đấy, và cái số bóng LED này nó tăng lên nên là cái LED của nó rất là sáng, độ sáng cao và nó rất là mượt. Đấy thì một lát nữa là lên hình là anh em sẽ biết là cái LED của nó sáng và mượt như thế nào. Main chip RAM mà xong rồi này. SSD thì cũng là cái mã SSD quen thuộc thôi. Con Team Group Z44A 1T. Con này thì tốc độ đọc là 5000 này, tốc độ ghi là 4600. Và 1T thì khá là thoải mái cho anh em cài Win, cài ứng dụng và cài game rồi. Còn anh em nào mà thích thì cài nhiều game 3 hơn thì có thể là đầu tư thêm một con SSD nữa cũng được. Còn xem nào, về cái hệ thống mà nguồn tản này, nguồn thì quen thuộc thôi. Nói chung là 3060 với cả 13500 thì chỉ cần một con 650V2 là rất là thoải mái với cấu hình ngày hôm nay rồi. Chúng ta không cần nguồn quá cao. Trừ khi mà anh em có ý định nâng cấp các đồ họa về sau thì anh em lên 750 hoặc 850. Chứ còn 650 thì vẫn rất rất thoải mái cho cái bộ này. Còn cái phần tản nhiệt thì đây, tản nhiệt và fan hôm nay thì nó là một cái cặp đôi khá là quen thuộc của Deepcool. Một con tản LS520SE này. Đây là một con tản nhiệt nước mà có fan ARB này đó, và cái block nước là dạng LED vô cực. Đấy, nó có vòng vô cực ở đây và cái mặt này của nó là cái mặt gương khá là đẹp. Thì cái tản nhiệt nước này thì mình sẽ lắp ở trên nóc đó. Còn cái pack 3 fan này thì mình sẽ lắp là 2 fan trước và 1 fan sau thì nó sẽ vừa fit với cả cái vỏ H5 Flow ngày hôm nay. Và có một cái điểm khá là hay ở cái bộ này, đó là khi mà mình dựng cạc lên ấy thì mình sẽ dùng cái đầu gập ngược ấy để gập ngược lại cái dây cấp nguồn cho cái VGA, thì gần như là cái cạc chúng ta sẽ nhìn như là một cái cạc không dây luôn. Đấy, như vậy là mình đã điểm xong về linh kiện cả bộ PC ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em ngó qua một tí về tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay. Tuy nhiên thì có một cái điều mà mình khá là tiếc ở cái bộ này. Đấy thì mình sẽ show luôn cho anh em xem tại sao là mình lại tiếc ở cái bộ này. Đây anh em nhìn về cái khu vực mà đầu kết nối nguồn của các đồ họa, thì cái cạc 3060 này nó sẽ có một đầu 8 pin và một đầu 6 pin. Thì nhá, với cái bộ này thì mình đã đặt hàng và đã nhập cho khách là một cái đầu gập 6 pin và một cái đầu gập 8 pin rồi. Tuy nhiên thì khá là tiếc mình lại không tặng được khách, bởi vì là anh em nhìn cái khung này, đây là cái phần khung của cái giá dựng này. Đấy, nó lại nằm sát với cái cạc này. Đúng ra với những cái mã cạc khác mà nó to hơn ấy, cái bề rộng nó to hơn thì nó sẽ nhô cao lên thì chúng ta có thể lắp được đầu gập. Đấy, nhưng mà với con Vision này thì cái khung này nó lại sát rạt với khu vực cắm nguồn này, thế nên là anh em không thể lắp được cái đầu gập ở đây. Lắp cái đầu gập ở đây thì chắc chắn là nó sẽ bị cấn vào cái khung này. Đấy, nên là một cái điều rất là đáng tiếc với cái bộ PC này. Kể ra nếu mà lắp được cái đầu gập thì trông nó sẽ clean hơn và gọn gàng hơn rất là nhiều, nhìn nó như kiểu không dây luôn ấy. Đấy, nhưng mà cái này thì sự cố là ngoài ý muốn thôi. Mình cũng muốn tặng khách nhưng mà không tặng được. Đấy, thì hơi đáng tiếc. Còn lại thì về tổng thể thì đây vẫn là một cái bộ PC khá là ổn áp. Đấy, anh em ngó qua một chút nhá. H5 Flow thì mình hay lên màu đen thôi, còn lâu lâu rồi mới lên màu trắng. Cái màu trắng này cũng là một cái màu rất là đẹp, và mình nhận thấy là cái vỏ H5 Flow này khi mà kết hợp với cái tản và fan của Deepcool thì nó khá là hợp. Đấy anh em nhìn nhá, đây là con H5 Flow này đó. Và cái hệ thống fan của Deepcool thì chúng ta sẽ có là
hai fan ở phía trước. Đấy, hai fan ở phía trước thì chúng ta sẽ chỉ thấy là cái led ở bên trong thôi, còn sẽ không nhìn được rõ cái fan bởi vì là cái mặt trước nó là mặt lưới. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta sẽ thấy rõ được cái fan ở phía sau. Thì đây là một cái pack 3 fan FC120. Thì cái fan ở phía sau anh em nhìn nhé, nó có thiết kế khá là vuông vức. Đấy, cạnh này nó vát khá là vuông vức và phẳng, nên là lắp vào cái vỏ nó ZT thì nó khá là hợp. Đấy, và cái pack 3 fan Deepcool này kết hợp với hai con fan của Deepcool ở trên nóc nữa. Đây là hai con fan của cái tản nhiệt nước Deepcool ngày hôm nay. Đấy, thì nó rất là hợp với nhau. Và anh em để ý là cái phần led ấy, cái phần led nó chuyển màu rất là đồng bộ, vì là tất cả hệ thống fan ngày hôm nay thì đều là sinh mên hết, thế nên là chúng ta sẽ thấy là chuyển led nó rất là mượt, đều và đồng bộ. Còn anh em nào mà thích đẹp hơn, ngầu hơn thì có thể chơi fan RZT. Đấy, nhưng mà fan RZT thì giá nó hơi cao. Đấy, anh em nào mà kinh tế thì cứ chơi Deepcool cho nó rẻ. Còn lại thì về phần bên trong thì chúng ta sẽ có là một con main B760M Steel Legion. Đây, mình sẽ kéo sáng lên một chút để cho anh em xem. Đấy, thì hôm nay là mình có một cái thử nghiệm, đó là lắp một cái main MATX vào một con vỏ ATX. Đấy, thì hôm nay mình có sử dụng cái dựng cạc này đấy, để lắp con cạc dựng lên, và nó sẽ che được cái phần khuyết điểm của con main này. Đấy, nếu như mà chúng ta mà không lắp cái dựng cạc này thì chúng ta sẽ nhìn rõ được cái phần hở phía dưới này, trông nó không được đẹp lắm. Đấy, nhưng mà dựng cạc lên này thì nó đã che hoàn toàn được cái khuyết điểm phần dưới ở cái main này rồi, nên là không có một cái chi tiết nào nó bị hở hay là bị trống ở đây cả, trông rất là vừa vặn và fit với nhau. Và B760M Steel Legion thì là một cái mã main mà nó có phần giáp khá là đẹp. Anh em nhìn này, đó, kéo sáng lên một tí này, hôm nay ánh sáng nó hơi đuối đó, phần giáp tản màu bạc, nhưng mà hơi tiếc là cái phần logo của chữ S này nó lại không có led anh em nhỉ. Lúc đầu mình cứ nghĩ là cái logo của chữ S này nó phải có led cơ, nhưng mà hơi tiếc là nó lại không có led. Kể ra mà cái chữ S này nó có led thì nó lại ngon hơn nữa. Phần giáp tản rất là to nạc này. Đấy, và cái khu vực bên trên này, cái khu vực bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt nước là nó che đi một phần của cái giáp VNM này rồi. Thì cái việc che này mình khá là thích, bởi vì là nó sẽ giấu được những cái dây ở bên trên anh em. Nếu như mà không che cái phần bên trên này thì kiểu như là nó sẽ có những cái dây vắt lên ấy, thì nhìn nó khá là xấu. Nhưng mà cái tản nhiệt nước này thì nó đã che hết cái phần dây bên trên rồi, nên là nhìn trông nó clean hơn, gọn gàng hơn và đỡ bị dây dợ lằng ngoằng hơn. Đấy, còn lại thì chúng ta vẫn có một cái block nước quen thuộc thôi. Đây là con block nước của con LS520SE, nhưng mà mình vẫn để nguyên cái lớp seal ở đây, bởi vì là cái bộ này thì mình sẽ chuyển đi tận Quảng Trị cơ, nên là mình sẽ giữ nguyên cái lớp seal này để lát nữa là mình chèn xốp lên thì nó không bị xước. Còn với những cái bộ ở Hà Nội thì thường là mình sẽ lột cái seal này ra để show cho anh em xem thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, còn lại thì cặp ram thì vẫn rất là đẹp rồi, và chúng ta sẽ thấy là cái led của ram lại rất là đều, dày và đẹp luôn. Đây là con Kington Furibit RGB phiên bản ram DR5. Cặp ram này thì là 32GB và bớt là 5600 anh em nhé. Anh em nào mà thích đẹp hơn thì có thể chơi 4 thanh này, thì led nó thành một cục ấy, nó rất là dày luôn. Còn lại thì đây, con cạc đồ họa 3060 Vision. Con 3060 này thì bản chất nó hơi nhỏ anh em, kể ra mà nó to kiểu như là con 3070 Ti hoặc là 3080. Đấy, thì lắp vào đây chúng ta sẽ lắp được đầu gập thì nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì dựng lên như thế này thì nó cũng khá là đẹp rồi, nó đẹp hơn là chúng ta cắm ngang khá là nhiều. Đây anh em nhìn này, đấy, con cạc này kể ra cũng dài phết đấy anh em nhỉ. Nếu mà lắp vào đây thì nó cách mặt trước khoảng bao mấy phân thôi nhỉ, khoảng tầm 5 phân nữa. Đấy, tầm 5 phân nữa là sẽ chạm vào cái mặt trước. Đấy, và nhìn theo cái chiều này thì trông khá là ổn áp. Còn về thiết kế của cạc Vision thì chắc là mình không cần nhắc lại rồi, anh em cũng quá là quen mặt với cái thiết kế của con này rồi. Còn về cái cấu hình ngày hôm nay thì thực chất đây là một cái cấu hình mà vừa đủ cho anh em kiểu như là làm việc và giải trí nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ có là một con chip coi 513500 này, 14x20 luồng này. Chúng ta có 32GB DR5. Đấy, và chúng ta có một con cạc là 3060 12G. Đúng ra nếu như mà anh em nào thích mạnh hơn ấy, thì có thể dùng con 3070 Ti lướt thì nó cũng cái tầm giá này thôi, thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều cho anh em cả làm cả chơi. Nhưng mà đấy là cái phương án là cạc cũ lướt. Đấy, còn anh em nào mà thích phương án cạc mới mà màu trắng thì mình nghĩ là 3060 Vision là đẹp nhất rồi. Đấy, thì cái này thì tùy theo cái sở thích và nhu cầu của anh em thôi. Anh em nào mà thích build PC kiểu full trắng như thế này thì cứ liên hệ với mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tùy biến để cho phù hợp nhất với cái nhu cầu của anh em. Hôm nay thì chắc dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.